Hello Lan, chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm bánh tây yến thì theo của Lan làm hồi xưa giờ nha, thì rất là đơn giản. Hello Lan, xin chào cả nhà. Trước tiên Lan cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã đăng ký và chia sẻ ủng hộ phim Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm bánh tây yến mà như Lan làm thì rất là đơn giản nha. Thì mời chị em vào bếp với Lan coi Lan làm sao. Mời cả nhà. Bột Lan làm bánh tây yến nha. Thì cái bột này là bột gạo nha chị em, đừng có làm bột tẻ nha, làm bột tẻ thì không có được nha. Làm bột tẻ nó không biết sao Lan làm bột tẻ là nó cái gạo bột tẻ làm không được, bột gạo á thì làm được. Và thì nếu chị em muốn chắc ăn thì mua cái bọc bột gạo giống như Lan gì đi nè, bột gạo nha. Lan nhồi nước ấm ấm nha chị em, nước ấm ấm nha. Mình nhồi giống như mình nhồi chè sôi nước vậy đó. Lan để chút xíu muối nha, một chút thôi nha, rồi mình rửa tay cho sạch đi. Lan nhồi không có nhồi bằng bao tay được nha chị em, bao tay ngồi cái nó dính cái bao tay mình nhồi không được chứ không có gì đó. Đó. Lan làm thì đơn giản lắm, không có bỏ bột nếp, không có bỏ bột mà năng, không bỏ cái gì thêm hết nha. Lan chỉ làm bột gạo thôi. Đó. Nhớ để nước ít ít, coi đừng coi chừng nó lỏng nha cho em, đừng có cho nó lỏng nha, lỏng quá mình nhồi nó không được nha. Đó mình nhồi giống gì nè, nó giống như mình làm chè gì nó mới hồi nó mới dậy. Nói chung cái này mình nhồi y như gì là khoảng 15 phút quá. Để thêm chút xíu nước nữa thôi, nhiều quá nó lỏng, lỏng quá mình nhồi không được. Hình như lâu lắm rồi Lan mới làm lại nha, hãy dâu nhắc lâu lắm rồi, nó nói lâu lắm mẹ mới làm lại nha. Đó mình nhồi giống như mình nhồi chè vậy nè chị em, đó giống hình như nhồi chè vậy đó. Nó khô thì mình để chút xíu nước nữa vậy thôi. Chị em cảm giác mà mình nhồi á, hồi á nó sẽ nhẹ, nó nhẹ hơn cái lúc đầu, là cái bột nó bắt đầu nó chịu dậy rồi đó, là nó nhẹ hơn nha. Nếu cảm thấy nó khô thì mình để vô thêm chút nước nữa vậy đó. Nó có bắt đầu nó có bong bóng rồi nè, Lan nghe nó kêu cái bụp rồi nè. Nó dậy á, bột nó dậy nó có bong bóng đó đó. Nó có bong bóng rồi nha chị em. Đó. Nè, nó có bong bóng nè chị em thấy không? Đó nó dậy nè, đó. Đó nó dậy vậy là được rồi nha. Chừng nào mình nhồi mình cảm thấy nó có cái bong bóng lên đó chị em là được rồi nha. Đó. Với mình nghe cái tiếng bong nó kêu nghe bụp bụp là bong bóng nó dậy, bột nó dậy nó có cái hơi á, cái bọt. Bây giờ bắt đầu Lan đi lường đường nha. Đó mình cứ phỏa ra gì nè, nó nè thấy không, nó có dậy là nó có đường thì cái chén nó ngang mặt gì thôi nha chị em, đừng có đầy quá nha, ngang cái mặt mình lắc sao cho nó ngang mặt gì là được rồi nha. Giờ Lan để đường vô. Rồi Lan tiếp tục nhồi nữa, nhồi cho cái đường này nó tan ra nha. Bây giờ đường nó đang còn nè, là mà chị em thấy cái bột nó dậy nó khác liền nha. Nè nó có bột bột lên nè, thấy không, đó 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 đó, thấy không chị em, nè nè nó dậy nè, thấy không, đó nó có cái bột lên đó này nè, thấy không, đó là bột nó dậy nha chị em. Đó bây giờ Lan đánh cho đường nó tan ra, Lan để một ngày mới á, Lan mới chiên nó mới ngon, chứ làm mà chiên liền là cái đường này nó chưa tan nữa nè, thấy không, nó dậy nè, bột nó dậy nè chị em thấy không, đó đó bột nó dậy nè, đó rồi Lan lường vô nước 1/3 chén thôi nha, chưa tới nửa chén nè chị em. Đó Lan để vô rồi mình lấy đồ mình ráp lại mình để đây đi, ngày mơ Lan mới chiên đó. Ngày mơi á chiên được là mình mới chiên đó nha. Rồi muốn ăn bao nhiêu thì chị em chiên bao nhiêu thôi, còn còn ăn không hết đủ mấy cái thôi, còn bao nhiêu mình để vô tủ rau bữa khác mình ăn mình chiên nữa. Cái này là 1/3 chén nước thôi nha, này dư Lan bỏ lại nè, đừng có để nhiều quá nó lỏng đó cái bột nó vậy đó. Giờ Lan đi ráp nó lại thôi, bột nó bình tĩnh nó dậy đó, giờ này nó cũng dậy mà nhưng mình chưa chiên được đâu, phải để cho nó nở bột ra nữa. Đào nó nha, đó, Lan gắp vậy
Đó thì chị em thấy bột nó dậy không, nó có bong bóng vậy là nó dậy đó, mà mình để tới ngày mơi đi mình hả chiên, chứ giờ chiên là nó không có ngon đâu nha, nó mới do có ghế chè nhiều. Rồi hello chào cả nhà, cái bột bánh tây yến này là Lan nhồi ngày qua nha, nhồi ngày qua nè. Đó bây giờ là nó dậy lên gì nữa chị em, đó dậy gì rồi đó. Đó Lan quậy gì rồi là bây giờ gì thì nó được, bây giờ Lan đi chiên thử đi nghe chị em. Nó đó ngày qua Lan lường là 1/3 nước á, bây giờ Lan đi chiên đi nha, lấy cái chung, mình có cái chung nhỏ nhỏ gì mình chiên mới được nghe chị em. Đó Lan múc bột vô rồi Lan đi chiên, nhớ cái này thì phải dầu nóng nghe chị em mình mới chiên nó mới được nghe, chứ dầu mà nó nguội quá mình chiên cũng không được nha. Đó Lan thử dầu coi, nó nguội quá nó sẽ chè bè cái bánh ra. Rồi nhớ lửa phải đủ nóng nha chị em, lửa nguội quá cũng không được nha. Giờ lấy hai chiếc đũa này đi, nó bị cháy rồi nè. Giờ Lan để chừng nào gấp cái bánh ra Lan để nó lên. Giờ Lan chiên Lan đem xuống nhà má Lan nè. Đó. Đây. Được rồi. Đó Lan Lan chở nó lại nha chị em. Bây giờ phải bắt quạt lên để không thôi nó bị ra là hú. Lan lấy hai chiếc đũa để lên. Cái này là lúc mà Lan chở nó qua là lúc Lan chở nó qua là Lan bớt lửa nhỏ lại nha chị em. Đó. Đó được rồi đây, Lan để nó lên đây. Đó, cho nó ráo dầu nha. Rồi đây. Để nó đũa này ra. Để lửa lớn lên nha, chứ lửa nhỏ là cái bánh nó bị chai nha chị em. Bây giờ Lan để vô. Đó. Rồi đây. Rồi nó nổi lên đều rồi đó, mình muốn bớt lửa thì mình bớt nha. Nó nổi đều mình bớt lửa. Đó, nó nổi đều thì Lan bớt lửa đó. Cái này là Lan nhồi hồi chiều hôm qua nè, khoảng 6 giờ chiều. Bây giờ thì là 10 giờ, gần 11 giờ rồi nghe chị em. Chiều hôm qua, trưa nay Lan mới chiên nha. Rồi, bây giờ Lan chở nó lại. Rồi để đâu đũa qua, tại lửa mà lớn để đâu đũa qua hồi nó cháy. Rồi mình để nó lên đây. Lan quên nói nha, cái lúc mình đổ vô gì nè, mà cái bột á, cái bột mà nó không có lên cái tim á chị em, nó cái bột nó không lên cái tim á là nó được nha. Nếu mà cái tim ngay đây nè, nó chảy bột ra là có nghĩa là bột nó bị đặc. Đây nè, cái tim chỗ này nè, mà nó chảy bột ra là cái bột mình nó bị đặc, nó sẽ bị cứng nha chị em. Đó Lan nói nó chảy bột ra vậy là có nghĩa bột nó còn cứng, nó khô đó, thì chị em nên bỏ vô 1-2 muỗng nước vô nha, muỗng ăn canh á. Bánh của Lan chia sẻ, bánh tây yến của Lan á là chị em muốn ăn bao nhiêu cái thì mình chiên đủ ăn thôi, còn bao nhiêu mình để cái bột này vô tủ rau, ngày mơi ngày mốt lấy ra chiên vẫn ngon như thường, không có bị mà không có bị giống như cái điều mà không bị chua hay bị nãy kia đồ bị hư bột thì không có nha. Lan để tủ rau á, Lan ăn được mấy ngày là ca làm nó kêu. Rồi giờ tiếp tục ha. Ê, dạ đẹp không chị em đó. Rất là đẹp nha. Mà đơn giản dễ làm lắm. Rồi, giờ Lan gấp nó ra đây. Đây, Lan gấp ra nè. Ấy chết rồi, trời. Để nó ra đây. Rồi. Bây giờ Lan tắt máy tiếp tục chiên nữa nha chị em. Đó. Chị em coi bột của Lan này nha, là nó gì nè nghe chị em. Nó phải có cái bong bóng lên gì nè, mình nhồi xong nó có bong bóng gì đó. Thì cái độ sảnh nó vậy đó. Chứ đừng có làm lỏng quá nữa, mình để nước vô không được nha chị em. Thà là làm đặc đi, mà mình lúc mình chiên á, nó bị khô á, thì mình bỏ thêm một muỗng nước, muỗng ăn canh nước nữa vậy đó. Bỏ ít ít thôi nha, chứ đừng có bỏ nước nhiều quá cũng không được nha. Đây bánh tây yến của cô Lan làm rất đơn giản nha chị em. Đó bây giờ mời anh Liêm, anh Liêm đang ngồi đợi ăn nè. Bánh tây yến cô Lan, nói chung Lan không có để nước cốt dừa nha, để nước cốt dừa nữa thì nó béo ngán quá, thằng nay lộ hai ông cháu ăn cậu nội ơi.
Ê, ê, ăn bánh tây yến với ba thì mày còn không hả? Mấy bữa nay mày làm con chưa ăn kìa, con chưa chưa ấy. Hút mấy con. Mời cái nha sáng. Ăn đi. Ồ, ồ, ồ. Chúng đi nhà sĩ mà. À, quên đi nhà sĩ. Con không muốn đi ăn đâu. Không, mấy con lấy 11 giờ 11 giờ rưỡi. Đi thôi, em mua đồ về nhà bà ngoại. Sao ấy, mày không chịu. Ăn nha. Áo nè ba con ăn. Dạ ông nội mua cái áo nuôi em á, ông nội mình lại mua cái áo nuôi em đó ba. Hai cái chút xíu nó ba chạy đi mua cái đồ nuôi em đó đi ba. Quá có cái khăn chàng cổ nó nè, ngầu lắm nè. Trời ơi có cái khăn chàng cổ nó nè, khăn chàng cổ nó trời ơi ghê chưa mẹ. Ê mẹ có trời sao cái khăn chàng cổ nó đó điệu quá, điệu quá đi. Bốn cái hàng cháu nãy giờ dứt hai cái à hả? Ừ. Đó. Ôi. Mình tay. Đi qua đồ đi ăn bánh tây yến. Rồi thôi bà, bye bye cả nhà nha. Anh Liên bye bye cả nhà. Bye bye. Đây cái này Lan làm, Lan bưng xuống nhà cho má Lan với con gái Lan lại ăn nha. Lắm mà Lan không có làm nha. Lan chia sẻ rất là đơn giản nha chị em. Mà muốn ăn giờ nào lấy ra chiên giờ đó, bột không bao giờ hư nha. Đó. Lan cảm ơn bà con cô bác. Đó, bây giờ cô Viên Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Thật ra là một cái bọc bột nó chiên tới mấy chục cái lần chị em. Thôi Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ giùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye.